sẽ luôn có từ 1 đến 2 câu liên quan đến hát sắp bự trong đề thi chế biến thực phẩm. Vậy trong đề thi người ta sẽ ra nội dung gì? Thì các bạn lưu ý thì người ta thường là sẽ ra định nghĩa về hát sắp bự. Thế nào định nghĩa của hát sắp bự? Thì hát sắp bự sẽ gồm là HA và CCB. Vậy thì định nghĩa của hát sắp bự chính là định nghĩa của HA cộng với lại định nghĩa của CCB là được. À, vậy thì định nghĩa của HA và CCB là gì? Thì các bạn theo dõi slide sau đây. À, mình có là HA chính là 着替要因分析のことで何が着替要因になるのかを明らかにする bằng cái việc phân tích các yếu tố gây hại thì mình sẽ biết rõ được cái yếu tố nào là sẽ là yếu tố gây hại đối với sức khỏe của con người. Còn CCB là gì? Là những cái điểm quản lý quan trọng mà chúng ta không được mắc phải trong quá trình sản xuất như thế nào. Thì câu định nghĩa nó rất là dài. Đi thi người ta nếu người ta bỡ nguyên câu này thì là dễ rồi, nhưng mà thường người ta sẽ không ghi lại nguyên cái câu này, mà các bạn chỉ cần nhớ những cái từ khóa từ chính cho cô là được rồi. Từ chính ở đây là gì? Đây, khi gây yếu tố phân析, từ phân析 chính là phân tích, được chưa nào? Và yếu tố chính là những cái yếu tố. À, khi gây có chính là có nghĩa là nguy hiểm, được chưa nào? Phân tích những cái yếu tố nguy hiểm này, được chưa nào? Đó, thì các bạn cứ nhớ cho cô từ HA phải là phân tích cái yếu tố gây hại, và CCB là gì? CCB là các yếu tố quan điểm, yếu tố là quan trọng, quan điểm là quản lý, tên là điểm quản lý quan trọng. Mình phân tích các yếu tố gây hại để mình biết được ở những cái khâu nào là mình cần phải quản lý, cho nên CCB nó sẽ quy định những cái điểm quản lý quan trọng đó. Như nào đó thì các bạn nhớ những hai cái từ vựng này. Đối với các bạn mới còn học mà N5 ấy, thì hai từ vựng này nó khá là khó. Tuy nhiên vì bởi vì đây là cái câu mà nó chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi, nên các bạn hãy cố gắng học thuộc hai cái từ vựng này nhé. Kigayuin bunseki và jiyokanditen. Nhớ nha, HA là thằng phân tích mà thằng CCB là các điểm quản lý quan trọng. Được chưa nào? Đó, thì HACCB là một cái kiến thức mà chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi. À, với cái câu HACCB này thì là sẽ câu này sẽ chiếm 3 điểm. Ngoài ra thì đối với những bạn nào mà đi theo xác định mình sẽ đi theo cái ngành thực phẩm này thì chắc chắn rằng là HACCB sẽ là một kiến thức rất là quan trọng mà các bạn cần phải nghiên cứu kỹ hơn.